là một cây cầu cổ mà các bác nhá. Cây cầu cổ ở dưới Thường Tín này, rất đẹp luôn. Xung quanh có hai cây muỗi. Ngày đám cưới thằng em Hùng xuống đây chơi, đưa đón dâu, rất đẹp luôn. Phong cảnh rất đẹp. Hay chị nhỉ, trong này ngồi mát nhỉ. Hai cái bàn đá đấy, bàn đá cổ một cái. Rất cổ kính thôi nhỉ. Bà ơi, cái cây cầu này thì có lâu chưa bà? Cái này có sử dụng tao bé, tao 16 tuổi đã có. À đấy ạ, vâng. Nhưng mà cái cầu này không phải là cầu của chúng ta, cầu này là cầu của tao. Vâng, vâng ạ. Chúng tao đi thế là chúng tao chụp cái ảnh về đấy, cái cầu này à. Tao đẹp mà. Có nghĩa là lấy mẫu được trên kia về đấy ạ. Lấy mẫu chùa thầy, à. Cái này là ở chùa thầy ha. Vâng ạ, đẹp bao nhiêu. Đây toàn toàn gỗ lim nha, gỗ gì bà? Đây này, chỗ này là mối này. Dạ vâng, mối mối loan ạ. Vâng. Vâng ạ. À chói chói tay. Không, tôi ôm. À ôm ấy. Không những lại rời ra là chuyển đơn nó rơi. Vâng vâng. Cháu tưởng Linh nó bắt và chói tay rồi cột. Vâng. À đẹp bao nhiêu? Đây này. Cái cây này nó bé. Vâng ạ. Năm nay đang gần 90, 16 tuổi. Tuyệt phẩm. À, em cháu ở Đồng Mai, Hà Đông bà. Vâng. Vâng, cháu nhà Giai. Cháu thấy cái cầu đẹp quá thì quay cái cầu này. À. Vâng vâng. Đây thấy đẹp quá, đi qua cầu nhìn cổ kính mà đẹp quá bạn. Không cũng nhưng cũng được ạ. Cái cầu kia thì ngày xưa nên là bị phá hả bà? Hay như nào? À. Vâng vâng. Mẹ ngày xưa đi lính phải 1/3 nữa. Vâng ạ. Thấy xong là họ phá phí nhờ. Trong này nó được đình nhờ bà hay là chùa ạ? Vâng ạ. Vâng. Vâng ạ. Cả chùa cả đình gần nhau ạ. Vâng ạ, đẹp bao nhiêu. Vâng. Quá đẹp. Đường lối vào trong rất mát. Rộng mênh mông luôn. Trưa hè ngồi đây rất mát. Đây, các bác đang ngồi câu cá. Cây muỗng, cây xoài rất to này. Phong cảnh quá đẹp. Muỗng, xoài. Thể em đi dự đám cưới thằng em, quay một phong cảnh ở Thường Tín rất đẹp các bác nhé. Các bác đang câu cá rồi, dạ rất mát này. Không vào đâu, ngồi xem. Vào đây. Tuyệt các bạn, xung quanh nó là ao, giữa các cái đường rất đẹp luôn. Đình chùa gần nhau, một vòng. Thank you.
cảnh hữu tình, rất mát, một phong cảnh của quê hương. Đây là một cây đề đỏ, có nhận đây đề đỏ. Đây giống đề đỏ đấy các bạn, đề đỏ thì dễ nó ra ở thân, ăn xuống chứ không phải ở những cái tay như những cái dòng đề trắng kia, ra ở thân tuyệt nặng. Vào trong kia, không vào xem. Nào. Nào. Hả? Đi xe ông anh. Có nhìn thấy xe ông này là đoán ông người nhà đấy rồi. Rất đẹp luôn. Vòng quanh quanh hồ.